Vâng, bản lề CL thứ hai bên phía đối bạn là Miwan Greg, bên này là một Hitty và Summer, quả 7 dành cho Hitty. Quang cũng nhìn lại cũng đi đánh đế chế ăn tiền à. Trình thì rồi cũng đi đánh đế chế độ chỉ đi đéo chịu được. Chẳng hai chẳng ba, chẳng hai chẳng ba. Yuri.
Somas, evil tone. I, Olimars, Homus. Rogan, Olimars, Olimars, Donna, Olimars. Vậy màu 2 của Meo là người làm ở góc 3 giờ, trong khi đó thì BB cũng đang chéo một con giò sang chọc dân của Hung Nhồn. Nhưng đây là dân Summer. Giò dường như là không có giáp của BB thì phải. Đúng, giò không giáp. Giò chỉ có công thôi. Meo meo đánh cung à. Và đang bắt đầu rút dân về hốc. Bi đã mất giò, nhưng trong khi đó thì Hưng Nhồn lực anh cũng không quá khỏe để có thể chơi Mi Hunter này. Bài Mi Hunter là một bài siêu xấu, nhưng mà BB nghĩ rằng mình có thể cân đôi. Summer đấy, chém không có giáp, không có cửa. Không, dường như có rồi. Có chưa không biết. Nạc đà mình thì cũng không giáp, cũng bị đập chết một con. Toàn nông dân khởi nghĩa thôi. Được một con, tươi. Con đằng sau ít máu. Bổ đó. Nhồn đang chết khá nhiều dân. Và đổi lại thì Miwan thì cũng thế. Nhưng Nhồn anh vẫn đang có một khoảnh ruộng 5 cái. Tiếp tục đẩy quân lên và đi Miwan tên này. Hitty thế nào rồi? 32 có quân đẩy luôn, dí Miwan luôn là thắng, không cần phải đánh Greg. Đấy, đánh đúng rồi, chỉ đúng chỗ luôn rồi đấy. Màn hình máy của Gunny tiếp tục. Đã bắt đầu có cung A một áo. Sóc khá đều. Summer không có chém, nó có chém thì sóc chém dài hơn, đi cung A sướng hơn. Đang ra khá nhiều ruộng đó, mèo mèo và mèo mèo cũng có bánh xe luôn rồi. Cung A vẫn chỉ là một áo thôi. Vâng, hai áo luôn mà có cả bánh xe thì là khỏe quá. Không có hai áo rồi đấy. Không biết là có được nhận đồ bơm không. Nhà một lời và ruộng một lời. Đi cái đường trên. Đường trên được mà. Nhổn anh cứ đảo đảo đi. Đảo 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 đảo. Bốn năm con chém mà. Rồi chơi luôn tuần này được. Có hai con. Hai con. Mang thêm cung của nhà lên. Là xong. Ui dồi dân gần. Ui dồi dân dân. Lạc đà không giáp yếu thật. Thừa vàng thì cứ ra 1p, cứ 1p một lời đều. Phóng lên đi Miwan thôi. Lô 1 tham lai 37. Miwan chưa thể nào tụ được cung. Miwan hết sạch quân rồi, không có quân. Có vài con chém bắt đầu về cứu. Tiếp tục là 4 A đều đẩy lên. 40 của game thủ lớp 1. Bắt đầu mất ruộng rồi. Ừ.
Rồi bây giờ thì Gunny anh đang có cả hù cùng với những con lạc đà của mình đẩy lên. Mèo mèo đã càng ngày càng yếu rồi, hù anh ơi. Rồi đang bắt đầu mất dần chém rồi đấy. Greg đang yếu chém đi dần rồi đấy. Greg của BB vẫn đang rất khỏe. Các bạn có thể thấy số lượng chém của BB đẩy sang. Greg vẫn đang còn sống nguyên. Đây rồi. Thời điểm này bắt đầu sang lấy time Greg cái đã. Sáu của lượt một bắt đầu chặt gỗ hai. Có con cung trong nhà hàng bảy đấy, bàn tân ruộng đi đấy. Rồi dường như vậy là BB đã chạy dần rồi. Một pha BB bị vẩy em mà không biết. Vâng, chết sạch đào dân này. Một pha mà GE rất tốt. Vâng, như vậy là Greg cũng đã yếu đi rất nhiều rồi. Trong khi đó thì Meo Meo thời điểm này lại đang hồi lại được. Vẫn chưa biết thế nào. 48 của lượt 1 vẫn đang ra đều được 4 nhà. Cẩn thận nhá, có chỗ đấy có dốc đấy, đừng để nó chiếm dốc. Chú ý tơ này, dường như nó đang đứng ở dưới dốc, cũng ai Meo đang ở dưới dốc thì phải. Không. Kìa gặp. Có 10 con cung A nhưng số lượng chém đang là đông. 47 của level thôi. Đổ nhà cũng được. Số lượng cung A cũng đang khá đông đến từ mèo. Vẫn khoai. Và một trận thua vẫn đáng tiếc. Và các bạn có thể thấy được BB quá khác biệt trong kèo đấu này. Siêu khỏe. Bằng trông thế thôi các bạn thấy hôm nay không đè tí nào cả từ đầu đến cuối. Bên mình chẳng đè tí nào cả. Nhìn thì là tươi thôi. 2-1 trong CI. Anh phải đánh Milan yếu như thế. Lúc đấy đứng đây này.